Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Guppy Quy Nguyễn Bến Tre đây. Rồi thì trưa ngày hôm nay mình soạn một cái đơn 20 cặp full gold ribbon full vảy như thế này. Đó, tình trạng cá thì mình báo loại nào thì mình sẽ gửi cho các bạn đúng loại đó, cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề đó ha. Rồi thì 20 cặp này mình gửi cho anh khách quen, ảnh cũng mua của mình là một hai đơn gì trước đó rồi. Thì sẽ về Gạch Giá. Hình như là ở như anh nói ở Gạch Giá thì phải, thì mình chưa coi lại địa chỉ nữa. Đó thì một lát mình gửi là mình sẽ xem lại cái địa chỉ lần trước mình gửi cho ảnh ha. Rồi thì đơn này là mình sẽ gửi xe Phương Trang. Thì đây là cá mái nha các bạn, toàn bộ cá mái là đều là full vảy hết đó, full vảy lưng hết. Mình quay cận cảnh nhất để cho các bạn xem, các bạn đánh giá tình trạng cá ha. Đó, cá thì bên mình nếu mà mình báo giá cái loại mà full vảy thì mình phải ưu tiên mình ngồi mình lựa từng con cho các bạn nó full vảy hết như thế này đó. Còn cá nếu mà bán xô luôn, bán kiểu như là yêu cầu chỉ là full gold bông thôi thì mình sẽ bắt full gold bông có này có kia cho các bạn. Nhưng mà khi mà cá đã báo giá theo tiêu chuẩn full vảy thì đều phải gửi tiêu chuẩn full vảy cho các bạn. Thì trong bài nếu mà mình sẽ ưu tiên cho các bạn những con nào mà nó to nhất thì mình sẽ gửi trước cho các bạn. Còn nếu mà như không á, không có những con mà to to rồi á, thì mình sẽ ưu tiên mình gửi những cái size mà đúng chuẩn cho các bạn. Đó, như những cái size như thế này là đúng chuẩn bán bên mình rồi, size tầm gần 3 tháng rồi. Còn những cái size mà nó lớn hơn, có nhiều khi nó lọt vô một hai con nó ăn nhiều quá đó các bạn. Đó thì nó sẽ to hơn. Đó, thì mình sẽ ưu tiên mình gửi cho các bạn khi nào mà hết những con đó rồi thì mình sẽ gửi cho các bạn những con mà đã đạt chuẩn bán rồi. Đó, chứ để nhiều khi các bạn nhận cá các bạn nói cá không điều size này nọ. Đó thì mình xin giải thích luôn. Đó, mình sẽ ưu tiên những cái con bự á, là mình ưu tiên mình gửi cho các bạn, nếu mà còn cá thì mình gửi bạn những con bự. Còn khi mà hết cá bự rồi thì mình sẽ gửi cho các bạn những con mà đúng chuẩn, đúng size bán. Rồi ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình đóng cá trống mà mình quay mình cho các bạn xem cái nữa. Rồi mình sẽ đóng mình gửi luôn. Thì đơn này là combo số 2 là 20 cặp full gold nylon như thế này. Và hiện tại mình đang bán theo combo là full gold gain full vảy là 10 cặp là 450, còn cái này là cũng là 20 cặp là 450, chứ còn cái ribbon này là 10 cặp 450 các bạn. Rồi thì anh này anh lấy 20 cặp là tổng cộng là đơn này là của anh là 900. Rồi thì cứ cái đơn combo á, là nếu như các bạn không có dặn mình bắt trống gì á, thì mình sẽ mặc định bắt cho các bạn. Ví dụ như là đơn của anh khách này đi thì anh bắt là hai cái combo số 2 là full gold ni bông á là 10 cặp là 450, thì anh bắt hai combo này thì mình sẽ mặc định mình gửi cho ảnh là 10 con trống gen đó. Đây là mỗi bịch là 10 con mái nè. Mái này sau khi đóng vô túi rồi thì nó sẽ như thế này nha. Đó, toàn bộ đều là cá full vảy hết. Đây là mịt mái nữa. Rồi thì với lại là 10 con trống đi bông. Cái bịch trống đi bông đang đóng, các bạn đợi mình xíu mình quay cho các bạn xem. Đó, thì nói chung là nếu mà các bạn muốn bắt trống gen không á, thì dặn mình trước. Ví dụ mà bắt trống gen hoặc là bắt trống đi bông không thì dặn mình trước để mình biết mình đóng nha. Đó, còn nếu không, ví dụ các bạn mua combo 10 cặp đi, mình sẽ gửi cho bạn 5 trống gen, 5 trống đi bông nếu các bạn không dặn. Còn nếu các bạn muốn bắt trống gen không thì dặn mình bắt toàn bộ trống gen. Đó, rồi ok nha. Rồi cá thì sau khi bỏ vào trong thùng xốp thì nói chung thì màu nó lên như vậy. Rồi đây là tiếp theo là bịch ghi bông đi. Đây là trống ghi bông ha. Rồi 10 trống ghi bông, 10 trống gen. Rồi bên đây là 20 máy ghi bông. Rồi bây giờ đóng thùng đi gửi thôi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn nha.